Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 9, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Một trong những trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay đó chính là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Hãy cùng Phong xem lại tình hình lực lượng và bảng xếp hạng sau hai lượt trận đầu tiên của bảng C. Đài Bắc Trung Hoa sau hai lượt trận đầu tiên, Hoa đã có được chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Uzbekistan và để thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3 trước đội tuyển Hàn Quốc. Với tuyển Việt Nam, chúng ta đã có được chiến thắng kịch tính và giàu cảm xúc ở lượt trận đầu tiên trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Trong trận đấu thứ hai, Việt Nam đã khá dễ dàng để có được chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Uzbekistan. Bảng xếp hạng sau hai lượt trận như sau: đứng đầu bảng vẫn là đội tuyển Việt Nam với 5 điểm, xếp thứ hai đó là Đài Bắc Trung Hoa với 4 điểm, đứng thứ ba đó là đội tuyển Hàn Quốc với 3 điểm và xếp thứ tư đó là Uzbekistan với 0 điểm. Như vậy cả Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa đều còn cơ hội đi tiếp khi điểm số là rất xích sao và hứa hẹn lượt đấu cuối cùng của bảng C sẽ đầy hấp dẫn. Lượt đấu cuối cùng của bảng C sẽ diễn ra với những trận đấu như sau: đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa, trong khi đó đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uzbekistan. Rất nhiều kịch bản có thể xảy ra ở lượt đấu này. Đội tuyển Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ có được chiến thắng trước Uzbekistan với tỷ số 3-0, qua đó sẽ có được 6 điểm. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng Đài Bắc Trung Hoa với bất kỳ tỷ số nào. Nếu thua với tỷ số 0-3 hoặc 1-3, chúng ta sẽ bị loại. Còn nếu thua với tỷ số 2-3, thì cả ba đội đó là Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa đều cùng có được 6 điểm. Và khi đó, những chỉ số phụ sẽ được tính tới để chọn ra hai đội bóng đi tiếp. Có thể thấy rằng, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc đang có lợi thế rất lớn để đi tiếp vào vòng sau. Nhưng Đài Bắc Trung Hoa vẫn luôn là một đối thủ đầy khó chịu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta đã gặp đội bóng này rất nhiều lần trong quá khứ, có cả những trận thắng và những trận thua. Tuy nhiên, thường là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng nhiều trận hơn. Năm 2023 chứng kiến sự tiến bộ rất lớn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta đã thi đấu thành công ở rất nhiều giải đấu vừa qua, như là giành chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á, giành tấm huy chương bạc SEA Games, giành chức vô địch ABC Challenge Cup để giành quyền tham dự FFBB Challenge Cup, giành ngôi quân của CV League và mới đây nhất đó là giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Tại FFBB Challenge Cup, mặc dù thua trước đội tuyển Pháp, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có những trải nghiệm quý báu khi bước ra đấu trường thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã có thêm một trận đấu giao hữu nữa trên đất Pháp gặp đội tuyển Kenya. Sau hai trận đấu tại Pháp, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ rất lớn. Với Đài Bắc Trung Hoa, lối chơi của đội bóng này khá biến hóa và linh hoạt, mang dáng dấp của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Theo mình nghĩ, hai mũi công lợi hại nhất của đội bóng Đài Bắc Trung Hoa đó chính là Wu Fahu và Chen Weiting. Trong năm nay, đội tuyển Việt Nam đã gặp Đài Bắc Trung Hoa hai lần và trong cả hai lần đó, chúng ta đều giành được chiến thắng. Lần đầu tiên là tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á. Trong giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam mang tên là câu lạc bộ Sport Central One, trong khi Kingway Taipei bao gồm rất nhiều tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa bây giờ. Trận đấu diễn ra ở vòng bảng và khi đó, Sport Central One đã thắng Kingway Taipei của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-1. Mới đây nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp Đài Bắc Trung Hoa tại giải bóng chuyền ABC Challenge Cup và trong giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trước Đài Bắc Trung Hoa để có được chiến thắng với tỷ số 3-0. Một lợi thế nữa với đội tuyển Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa vừa trải qua trận đấu kéo dài 5 set đấu với đội tuyển Hàn Quốc và chắc chắn thể lực của đội bóng này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng trước Uzbekistan với tỷ số 3-0. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì đội tuyển Việt Nam sẽ giành được chiến thắng, qua đó giành ngôi Nhật Bản để đi tiếp vào vòng sau. Và sau đây, hãy cùng Phong xem lại lịch thi đấu ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2023.
whip up my appetite. Don't leave me alone.